Fan TV kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Gary Ridgway khét tiếng với biệt danh kẻ sát nhân sông xanh, gây án tàn bạo. Các nạn nhân của Ridgway là những phụ nữ có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, bao gồm cả những thiếu nữ bỏ nhà ra đi. Và ít ai biết rằng chi phí điều tra hẳn lên tới 15 triệu USD. Không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Fan TV theo dõi vụ án ngay bây giờ nhé. Ngày 15 tháng 8 năm 1982, Robert Ainsworth, 41 tuổi, bước vào chiếc bệ cao su của mình và bắt đầu đi về phía ngoài thành phố Seattle. Khi trôi chậm xuôi dòng sông, Ainsworth nhìn thấy làn nước trong vắt và giật bắn mình khi phát hiện khuôn mặt của một phụ nữ da màu trẻ tuổi đang lơ lửng ngay dưới mặt nước. Cho rằng đó có thể là mannequin, Ainsworth dùng một cây xào để kéo vật thể lạ tới gần thuyền. Bất thình lình, chiếc bè bị lật và Ainsworth bị rơi xuống sông. Đó cũng chính là giây phút anh nhận ra thi thể một người phụ nữ. Chưa hết hoảng hồn, vài giây sau, Ainsworth nhìn thấy một thi thể khác, nạn nhân là phụ nữ da màu, nổi lênh bềnh trên nước. Quá hoảng sợ, Ainsworth bơi nhanh vào bờ sông và nhờ những người quanh đó gọi cảnh sát. Không lâu sau, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và hỏi Ainsworth về vụ việc. Trong quá trình tìm kiếm, một thám tử tìm thấy thi thể thứ ba. Không giống như hai nạn nhân trước, thi thể thứ ba được tìm thấy ở khu vực bãi cỏ, cách đó 9 mét. Cô được xác định tử vong do ngạt thở, cổ bị thắt bởi một chiếc quần màu xanh. Tay và chân cô gái có nhiều vết bầm tím. Điều này cho thấy nạn nhân đã cố gắng chống cự hung thủ. Người xấu số được xác định là Opamir, 16 tuổi. Cơ quan điều tra cho rằng cô đã bị sát hại trước đó một ngày. Sau khi khám nghiệm các thi thể tại hiện trường, cơ quan pháp y địa phương xác định cả ba cô gái đều tử vong do bị xiết cổ. Hai cô gái được tìm thấy trong nước là Marcia Chapman, 31 tuổi và Cynthia Hill, 17 tuổi. Cả hai đều có dấu hiệu bị xâm hại và bị tổn thương nặng ở vùng nhạy cảm. Xác của họ đều được buộc vào những tảng đá lớn. Tuy nhiên, đây không phải là những thi thể duy nhất được tìm thấy ở khu vực sông xanh của bang Washington. Vài ngày trước đó, thi thể của một người phụ nữ tên Deborah Bonner được phát hiện trong trạng thái không có quần áo. Cô cũng bị xiết cổ đến mất mạng. Chỉ một tháng trước đó, thi thể một cô gái khác được xác định là Wendy Lee Caulfield đã được tìm thấy trôi nổi trên sông xanh. Hơn nữa, khi cảnh sát tìm thấy Caulfield, thi thể người bạn của cô là Lenny Wiscock đã được tìm thấy ở một bãi đất trống cách con sông vài mét. Trong vòng 6 tháng, 6 thi thể đã được phát hiện dưới sông hoặc khu vực gần đó. Các thám tử tại hiện trường nhanh chóng nhận ra rằng có một kẻ sát nhân hàng loạt đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật và họ quyết tâm phải truy tìm và bắt hung thủ càng sớm càng tốt trước khi có thêm nạn nhân nào khác. Từ tháng 9 năm 1982 đến tháng 4 năm 1983, khoảng 14 cô gái đã biến mất và hầu hết trong số họ đều ở vào độ tuổi từ 15 đến 23 và được cho là hành nghề bán hoa thường xuyên. Lực lượng điều tra sau đó tập trung sự chú ý vào một nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ mất tích cuối cùng của cô gái có tên là Marie Mara. Ngày 30 tháng 4 năm 1983, bạn trai của Mara thấy cô nói chuyện với một khách bên cạnh một chiếc xe tải màu tối. Người bạn trai tuyên bố thấy Mara vào trong xe tải và chiếc xe lao đi. Nghi ngờ có cái gì đó không ổn nên bạn trai cô đã đi theo chiếc xe tải nhưng đã mất dấu họ khi dừng đèn đỏ. Người bạn trai này sau đó đã báo cảnh sát về sự mất tích của Mara. Chưa đầy một tuần sau, anh phát hiện chiếc xe tải khả nghi gần một ngôi nhà nằm trên đường Nam 348 nên đã gọi cảnh sát. Cảnh sát đã đến thẩm vấn chủ sở hữu ngôi nhà là Gary Ridgway. Tuy nhiên, anh ta khẳng định chưa từng nhìn thấy Mara. Do không có chứng cứ nào khác nên cảnh sát không thể bắt người này. Mặc dù vậy, các nhà điều tra sau đó một lần nữa đã đưa tên Gary Ridgway vào danh sách những nghi phạm hàng đầu của vụ án sông xanh. Nguyên do được xuất phát khi anh ta đang gạ gẫm một nữ sĩ quan cảnh sát khi cô này đóng giả làm gái làng chơi để điều tra. Khi điều tra về quá khứ của Gary, họ phát hiện anh ta bị buộc tội bóc cổ một cô gái vào năm 1980 gần sân bay quốc tế Seattle. Tuy nhiên, người đàn ông này giải thích rằng trước đó người phụ nữ đã cắn anh ta. Một trong những thám tử của đội đặc nhiệm phụ trách chuyên án sông xanh, Matt Haney, sau đó phát hiện người đàn ông này đã từng bị cảnh sát dừng xe và thẩm vấn vào năm 1982 khi đang trong xe tải với một cô gái hành nghề nhạy cảm. Điều đặc biệt là cô gái này lại là một trong những nạn nhân bị sát hại bởi sát thủ sông xanh. Vợ cũ của Gary cho Haney biết rằng
người đàn ông này thường xuyên lui tới bãi rác nơi nhiều thi thể đã được phát hiện. Ngoài ra, một số gái làng chơi tuyên bố đã nhìn thấy một người đàn ông phù hợp với mô tả của nghi phạm. Hắn thường xuyên đi lại ở khu vực mà họ hành nghề trong khoảng thời gian từ năm 1982 đến năm 1983. Gary Disway cũng đã được phát hiện vắng mặt hoặc nghỉ làm ở xưởng sơn xe tải mỗi khi nạn nhân biến mất. Ngày 8 tháng 4 năm 1987, cảnh sát đã có lệnh khám xét nhà của Gary Disway. Tuy nhiên, do khoa học lúc đó chưa phát triển nên họ không có đủ bằng chứng để bắt giữ anh ta, nên Gary đã được thả ra. Cảnh sát sau đó tốn rất nhiều tiền bạc và công sức cho cuộc điều tra về tên sát thủ. Đến tháng 7 năm 1991, đã có gần 50 phụ nữ bị sát hại và hung thủ vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Sát thủ Sông Xanh trở thành một trong những cuộc điều tra tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ, với số tiền lên tới 15 triệu đô la. Tháng 4 năm 2001, gần 20 năm sau khi thi thể đầu tiên được phát hiện ở Sông Xanh, Dow Regis, cảnh sát trưởng của quận King, quyết định mở lại cuộc điều tra vì lúc này con người đã phát minh ra phương pháp xét nghiệm ADN. Bằng cách phân tích và kiểm tra ADN, các nhà khoa học có thể đưa ra một hồ sơ đầy đủ về cá nhân nào đó. Điều này cực kỳ hữu ích cho công tác điều tra tội phạm. Các mẫu tinh dịch được cho là lấy từ kẻ sát hại Opal Mills, Marcia Chapman và Carol Christensen đã được gửi đến phòng thí nghiệm để xác minh. Ngày 10 tháng 9 năm 2001, cảnh sát trưởng Regis đã không cầm được nước mắt khi kết quả được gửi đến từ phòng thí nghiệm cho thấy những mẫu tinh dịch đó trùng khớp với các mẫu tinh dịch lấy từ Risway vào tháng 4 năm 1987. Hơn một tháng sau, Risway đã bị bắt trên đường đi làm về và bị cáo buộc với 4 tội giết người nghiêm trọng. Theo Terry McCarthy của tạp chí Times, Risway có nhu cầu khác thường. Ba người vợ cũ của anh ta và một số bạn gái cũ nói với phóng viên rằng Risway đã quan hệ nhiều lần trong ngày. Anh ta thường muốn được thỏa mãn ở khu vực công cộng hoặc trong rừng, thậm chí ở những khu vực đã phát hiện ra một số thi thể. Risway cũng được cho là bị ám ảnh bởi gái làng chơi. Hàng xóm cho biết Risway liên tục phàn nàn về việc gái hành nghề trong khu phố gần nhà anh ta. Khác với những cô gái xấu số chết dưới tay Risway, Rebecca Gady là cô đào may mắn duy nhất sống sót trong màn kịch đẫm máu của hắn. 30 năm sau vụ án, cuộc điều tra của CNN về những vụ giết người hàng loạt, Gady bàng hoàng kể lại cách cô trốn thoát khỏi tử thần. Với cô, đêm hôm ấy đáng sợ đến nỗi Gady chỉ mong những ký ức mãi vùi sâu trong quá khứ. Gady làm cô đào và nghiện cần sa. Vào thời điểm đó, gái làng chơi tuổi teen không phổ biến ở khu vực Seattle. Họ thường là những người vô gia cư hoặc người nghèo và thường xuyên bị ngược đãi. Họ nghiện chất cấm và mua chúng bằng tiền thu được từ hoạt động làm gái bán hòa. Trong một buổi tối tháng 11 năm 1982, với những cơn mưa phùn ẩm ướt, Gady kết thúc công việc tiếp thị của mình. Thông thường, cô sẽ bắt xe buýt về nhà. Nhưng đêm đó, không khí lạnh và tẻ nhạt đến nỗi cô không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một chuyến xe buýt nào nữa. Và thế là cô quyết định quá giang dọc theo Pacific Highway South, quyết định thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Nhàm chán và đần độn là những gì Gady miêu tả về người đàn ông lái xe Doggy, kẻ mà sau này cô không thể nào quên được. 20 đô la trong một lần quan hệ, Gady kêu giá sau khi bước chân lên xe tải. Cô đã nghĩ chuyến xe và các đàn ông mờ nhạt này có thể giúp cô thoát khỏi trận mưa quái gở và có thêm một món hời đủ dùng để chi trả cho một ít hàng đắt đỏ. Nhưng Gady không biết rằng Gady Gisgray, The Green River Killer, sẽ cho cô một đêm đáng nhớ. Gã lái xe đã sẵn sàng hóa thân thành tên giết người khẽ tiếng. Cao 1,8m, nặng 68kg, bàn tay to và đôi mắt nhỏ, anh ta không quá vạm vỡ nhưng trông rất kỳ quặc. Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Risway. Song thứ khiến Gady ám ảnh nhất chính là cái nhìn sâu trong đôi mắt ấy. Với sự chuyên nghiệp của một người làm nghề, Gady yêu cầu đối tác xuất trình giấy tờ tùy thân. Như ân huệ cuối cùng, Risway cho cô xem chứng minh thư và giấy tờ xác nhận nơi làm việc của mình. Hắn đích thị là một tài xế xe tải. Bất ngờ, Gady tự nhủ rằng ít nhất cô đã biết hắn là ai. Trong khi cô gái muốn cuộc vui sẽ được diễn ra tại một công viên xe kéo gần đó, Risway lại nặng nặc muốn rời khỏi xe tải để đi sâu vào rừng. Gady đồng ý. Đột nhiên, anh ta bắt đầu túm lấy tôi và chúng tôi lăn lộn khắp nơi, cô nhớ lại. Anh ta cố bịt miệng và mũi tôi đến khi tôi khó thở. Anh ta đè tôi xuống đất và cố gắng làm tổn thương tôi. Thân thể tôi đau nhói. Anh ta ngồi lên đầu tôi. Gary vẫn chưa hết kinh hoàng.
Với chiếc quần dài đến mắt cá chân, Gisway cố gắng siết cổ cô, giống cách mà hắn đã siết hàng loạt những cô gái khác. Trong thời khắc của sự sống còn, những câu nói liên tục vang lên trong đầu Gary. Không, tôi muốn sống, tôi muốn kết hôn, tôi muốn có con. Anh không thể sát hại tôi không thể thuộc với nơi này, đây không phải là lúc. Cuối cùng, Gary đã dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn về phía một cái cây. May mắn thay, cú va đập ấy đủ mạnh làm tên giết người mất tỉnh táo. Cô tháo chạy đến một ngôi nhà sinh động gần đó và cầu cứu. Tôi chỉ biết đập và đập cửa nhưng không ai hồi âm. Tôi gần như câm lặng. Điều duy nhất tôi có thể nói là ba từ: hãy giúp tôi, Gady kể lại. Việc sử dụng chất cấm và hành nghề cô đào đã ngăn không cho Gady trình báo với cảnh sát ngay lập tức, nên cô đã lựa chọn im lặng và chờ đợi. Cho đến tháng 12 năm 1984, tức hơn 2 năm sau vụ tấn công, cô mới quyết định tìm đến sự trợ giúp của pháp luật. Khi được hỏi về lý do sát hại những cô đào, Gisway cho biết: tôi chọn cái làng chơi để sát hại vì tôi ghét họ và không muốn trả tiền cho họ sau khi quan hệ. Tôi cũng chọn họ vì đây là đối tượng ít được chú ý khi mất tích. Tôi chọn gái làng chơi vì nghĩ rằng tôi có thể sát hại người tùy ý mà không bị bắt. Thưa quý vị, Gideon Ridgway là kẻ sát nhân hàng loạt rùng rợn, để lại nỗi sợ hãi và ám ảnh cho rất nhiều người, song hắn đã phải trả giá cho việc làm man rợ của mình. Dù tận 20 năm sau mới bị tóm và chịu tội trước tòa, nhưng ít nhất cũng đã tìm ra hung thủ và khép lại vụ án rắc rối nỗi kinh hoàng này.